Kính chào quý khán giả đang đến chương trình An ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Nỗ lực hoàn thành cao điểm 60 ngày đêm. Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, huyện Dương Minh Châu. Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Khen thưởng 4 công an viên bắt các đối tượng trộm cắp. Thực hiện kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thị xã Trảng Bàng từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Trong 2 ngày cuối tuần, 23 và 24 tháng 9 năm 2023, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thị xã Trảng Bàng đã tổ chức cài đặt cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân ở xã Phước Chỉ. Nhân viên tại Copmark, thị xã Trảng Bàng và công nhân công ty Hassan, khu chế xuất Linh Trung 3, khu công nghiệp Trảng Bàng. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ tận tâm tận lực, chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thị xã Trảng Bàng đã cấp 805 tài khoản định danh mức độ 2 cho người dân. Thời gian qua, lực lượng công an toàn thị xã Trảng Bàng đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn cho người dân. Ngày 26 tháng 9 năm 2023, Công an thị xã Hòa Thành cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1986, Nguyễn Trúc Hà, sinh năm 2001, cùng ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, và Phạm Thị Tố Quyên, sinh năm 2002, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 12 giờ 5 phút ngày 16 tháng 9 năm 2023, Công an thị xã Hòa Thành tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ của đối tượng tại hẻm 16, đường Ngô Quyền, ấp Long Hải, xã Trường Tây, phát hiện các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận mua ma túy về để tụ tập sử dụng. Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với các cơ quan thành viên ban chỉ đạo mô hình tổ chức lễ ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Tham dự lễ ra mắt có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và một số ban ngành đoàn thể địa phương, cùng hơn 1.200 giáo viên, học sinh, đại diện phụ huynh, học sinh. Mô hình Cổng trường an toàn giao thông được thành lập gồm 15 thành viên do ông Dương Văn Ư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban, Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, trưởng Công an huyện Dương Minh Châu làm phó ban thường trực. Mô hình nhằm mục đích làm cho cổng trường thông thoáng, không có tình trạng buôn bán, đậu đổ xe, lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở, ùn tắc giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua mô hình, sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân cùng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kết thúc buổi ra mắt, Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và cho cam kết đối với học sinh, đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và tặng quà cho các em học sinh xuất sắc. Thực hiện cao điểm phát động 90 ngày đêm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 về tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thời gian qua, Công an huyện Dương Minh Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hồi vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực. Thời gian qua, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, quần chúng nhân dân đã tự nguyện đến các công an các xã, thị trấn, giao nộp 3 súng săn tự chế, 5 súng hơi tự chế, 6 cây mã tấu, 43 dao rựa, 50 viên đạn bắn súng hơi các loại. Để duy trì và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo cho người dân có đời sống an toàn, hạn chế tối đa các vụ việc đáng tiếc, Công an huyện Dương Minh Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, mua bán đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồng thời có thể thực hiện tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất
qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh, huyện Châu Thành khen thưởng đột xuất cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn xã. 4 cá nhân được khen thưởng gồm các đồng chí Lê Văn Thành, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tùng Huy và Nguyễn Hiếu Dương đều là công an viên. Trước đó, vào các ngày 27 và 30 tháng 8 năm 2023, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, 4 công an viên trên phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản do 5 đối tượng thực hiện. Tang vật thu giữ gồm 74 kg sắt phế liệu và 4 con gà, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe mô tô cùng một số tang vật khác có liên quan. Hội yến Diêu Trì Cung là một đại lễ của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng 8 âm lịch. Năm nay do lễ trùng vào dịp cuối tuần nên số lượng tín đồ khách tham quan du lịch về dự lễ dự kiến sẽ đông hơn những năm trước. Vì vậy, công tác bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vui chơi, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn và ùn tắc giao thông được Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Để chủ động đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lễ hội yến Diêu Trì Cung, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, huyện, thành phố tập trung quân số và phương tiện điều tiết chống ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lấn tuyến, kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh niên tụ tập, chạy lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia, bố trí ở nhiều khu vực trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con tiểu thương, du khách hành hương và tín đồ, thực hiện tốt công tác, làm tốt việc phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra. Nhất là địa bàn thị xã Hòa Thành, nơi diễn ra lễ hội yến Diêu Trì Cung sẽ tập trung đông người để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, công an thị xã cho biết. Lễ hội năm nay thì diễn ra vào chiều cuối tuần, cho nên là dự báo cái chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân đến tham dự lễ thì rất đông. Để chuẩn bị tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến tham dự lễ hội, Công an thị xã Hòa Thành đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, bố trí lực lượng đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông và cũng như phòng chống cháy nổ trong cái lễ hội. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp công an phường, xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị có liên quan để chủ động xử lý. Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính phối hợp với công an phường, xã, đội an ninh và các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế thì công an thành phố đã vận động, hướng dẫn và tuyên truyền các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn, nắm các tình hình hoạt động của các đối tượng đến trên địa bàn và đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự để phục vụ cho người dân từ các tỉnh xa đến thành phố Tây Ninh để tham gia lễ hội yến Diêu Trì Cung trong năm 2023. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến tham quan lễ hội là nhiệm vụ hàng đầu. Năm nay, dự kiến lượng du khách thập phương về tham quan sẽ đông do trùng vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đây cũng là thời cơ để các đối tượng hình sự thường lợi dụng để móc túi, cướp giật và trộm cắp tài sản. Để chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị xã Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu và công an thành phố Tây Ninh ra soát các đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh, có kế hoạch đeo bám, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi móc túi, cướp giật tài sản của khách hành hương và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khuyến cáo đối với người dân cũng như là chức sắc, chức việc, tín đồ về tham dự lễ thì trước mắt thì chấp hành tốt cái quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa thì trong cái quá trình quản lý tài sản khi tham gia lễ hội thì khuyến cáo người dân không có mang nhiều cái tài sản như vòng vàng, tư trang như điện thoại khi quá trình tham gia dự lễ thì cũng phải quản lý cho nó chặt chẽ để góp phần giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa tội phạm.
Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.